Đây là cái chiếc xe buýt mà đoàn của Duy sẽ đến nhà máy G63 nè các bạn. Đây, một chiếc xe buýt màu đen rất là VIP luôn. Đó, các bạn thấy có chữ gì không? G-Class ha. À, đây. Không. Nhanh nào, có xe khác xong rồi. Đây là nội thất của cái chiếc xe buýt mà đoàn mình đi nha. Đây là anh Phương, YouTuber, TikToker luôn. Nội thất này quá đẹp ha. Bên trên có một cái quầy bar để pha cà phê với lại một cái lò vi sóng ha. Quá đẳng cấp ha. Lò quay gà luôn. Quá đẹp. Ngồi ngược lại nó hơi chóng mặt nha anh em. Xe buýt quá đã. Xe này ở Việt Nam mình có bán không anh Dương? Anh Vương tỷ phú chắc mua được chiếc này á. Anh ta game bán luôn hả? Quá ok. Bạn VIP quá nhỉ? VIP à? Không biết luôn. Lên xe thì đoàn cũng chuẩn bị cho mấy anh em ha, nước uống hết đầy đủ ở đây. Dưới này có bàn nè. Đúng giờ ha, đúng. Chiếc xe này mà đi du lịch là đã ha. Đây là ba đại gia. Đây là nước mà chương trình mà chương trình đây là chai nước mà chương trình mà chuẩn bị nè ha. On Road Water nè. Có dán cái hình của chiếc G63 trên này luôn. Sát nhíp luôn ghê. Xe này đậu luôn. Sát luôn. Hiện tại bây giờ là đoàn của Duy các bạn là đã gần tới cái khu vực để trải nghiệm cái chiếc xe G-Class rồi bạn, G-Class rồi bạn. Đó thì do là cái nhóm mà trước của Duy các bạn thì mọi người là chưa có xong cái chương trình ha. Cho nên là bây giờ bên Duy là đang đứng đợi nè. Đó, bây giờ Duy sẽ quay cho các bạn xem cái chiếc xe mà chở đoàn của Duy từ bên ngoài ha. Rất là đẹp nè. Chiếc xe bus này các bạn, nó sẽ không có để là cái logo của Mercedes-Benz mà là để cái logo, để cái chữ là Cetra nè, là một cái nhánh riêng của Mercedes-Benz đó, chuyên sản xuất những cái dòng xe bus như thế này. Nhìn rất là đẹp ha. Chiếc xe được sơn cái màu đen mờ nữa, nhìn rất là ngầu luôn. Có dòng chữ là G-Class nè, Experience Center nè ha. Ở cái thành phố Crash ở bên Úc. Thành phố Strat ở Áo các bạn. Austria là Áo ha. Ok. Mà lúc nãy khi mà lên xe gấp quá các bạn, Duy sẽ không có cho các bạn xem được tổng thể cái chiếc xe này ha. Bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem nè, từ phía sau nè. Ở phía sau các bạn thấy là có dán một cái hình là một cái bánh xe dự phòng của chiếc xe G nè các bạn. Nhìn rất là ngầu ha. Cái màu đen mờ nữa. Trên chiếc xe này các bạn, khi các bạn bước lên á, khu vực này á, là các bạn sẽ thấy là có một cái nhà vệ sinh chỗ này. Nhà vệ sinh chỗ này. Mở ra luôn anh Minh á, được anh Minh. Đây, có nhà vệ sinh trong đây luôn. Cho em quay cái anh Minh. Em xoay đi. Đây, máy pha cà phê. Nước rửa chén. Đây là cái nhà vệ sinh trên xe nè các bạn. Có chỗ rửa mặt, rửa tay ha. Khu vực này thì có một cái quầy bar để pha cà phê nè. Một cái lò vi sóng nè. Trên này là một cái chỗ để chúng ta có thể là rửa tay nữa nè.
Đó. Rất là đẹp các bạn. Bây giờ Di sẽ đi ra phía trước cho cabin. Đây, đây là cabin của xe. Đây. Bạn thấy không? Cabin của xe nè, cũng rất là đẹp ha. Hôm đó chưa ăn luôn mà. Chưa ăn. Đúng rồi. 11 giờ rưỡi mà giờ 2 giờ rưỡi là 3 tiếng đồng hồ rồi. Chưa ăn. Rồi đó rồi thôi. Đáng lẽ là ngày hôm nay là đoàn của Di sẽ đến tham quan luôn cái nhà máy để sản xuất cái chiếc xe G-Class nữa các bạn. Nhưng mà do là thời gian có hạn á, cho nên là đoàn của Di coi như là phải bỏ cái chuyến tham quan nhà máy và chỉ đi đến cái trung tâm mà để trải nghiệm cái chiếc xe G-Class nè bạn. Thì một lát nữa vào bên trong á, thì Di sẽ đi cùng với các chuyên gia ha. Cả đoàn Di sẽ đi cùng với các chuyên gia, các bạn thấy nè, những cái dốc rất là cao ha, hoặc là những cái hố rất là sâu đó, thì chiếc G-Class của chúng ta nó sẽ băng qua những cái địa hình đặc biệt như vậy ha. Đây G-Class. Đây là một cái chuyến trải nghiệm mà có thể nói là rất là đặc biệt luôn các bạn. Và Di đã đi cùng với lại Mercedes-Benz trong những cái năm vừa qua các bạn, thì chỉ giới hạn ở việc là tham quan nhà máy Mercedes-Benz nè, nhà máy AMG nè, hoặc là viện bảo tàng thôi. Nhưng năm nay đặc biệt ha, đặc biệt hôm nay trải nghiệm cái G-Class đặc biệt như thế này các bạn. Thực ra Di đã làm ở Mercedes-Benz rất là lâu rồi các bạn, nhưng mà hầu như là chưa bao giờ được lái và trải nghiệm cái chiếc xe G-Class hết ha. Thì hôm nay là một cái coi như là ngày coi như khỏi nói là rất là đặc biệt luôn, và Di chờ đợi coi như là rất là nôn nóng để chờ đợi cái chương trình này trong mấy ngày vừa qua ha. Khu đất này các bạn thì Mercedes-Benz sẽ rào lại nè các bạn. Đấy các bạn thấy không, những cái đường hàng rào này, nguyên cái khu đất to như thế này các bạn, thì rào lại và tạo những cái địa hình ha, địa hình đặc biệt ha, riêng ha, để cho những cái đoàn tham quan hoặc là những khách hàng các bạn có thể là biết đến chiếc xe G-Class là một cái chiếc xe vượt địa hình như thế nào các bạn. Thực ra thì cái chương trình này mà Mercedes-Benz tạo ra các bạn cũng không phải là để để thu phí hoặc là để kinh doanh đó các bạn. Vì bảo đảm luôn các bạn, thì đó là một cái giá trị của truyền thống của cái dòng xe này ha, và họ muốn giữ các bạn. Thì G-Class là chiếc xe mà chiếc xe phục vụ cho quân đội Đức các bạn, thời gian mà chiến tranh thế giới ha. Cho nên là chiếc xe G-Class này vẫn là một cái chiếc xe mà mang một cái giá trị lịch sử rất là hay. Ok, bây giờ Di sẽ đi vào bên trong ha. To see the cars as well. But before that, I would say we are going inside. Of course, you can feel free and No passport. Wow. Đéo dập luôn. Trời ơi. Maybach G-Class ở đây. Mua trần luôn. Wow, V12 luôn. Ôi ôi, hai bậc thang mới đi lên được cái chiếc xe nha. Chiếc xe này thì Di đã từng thấy ở triển lãm Motor Show ở Đức rồi các bạn. Năm 2017 thì phải. Chiếc G-Class Maybach ha, mui trần ở phía sau ha, rất là đặc biệt. Còn đây là một cái chiếc xe khủng khiếp hơn nữa nè các bạn. Đây. Okay.
G63 thì các bạn thấy ở Việt Nam nó có rất là nhiều rồi ha. Nhưng mà những cái chiếc xe G mà phiên bản đặc biệt như thế này các bạn thì hầu như là Việt Nam của chúng ta chưa có luôn ha. Chiếc xe G-Class 6 bánh, 6x6 các bạn nha. Khủng khiếp không? Quá trời quá đất luôn. Còn những cái chiếc C-Class bên đây các bạn, những chiếc G63 bên này thì thực ra là Duy cũng đã xem và đã trải nghiệm coi như là đánh lái tại showroom này nọ thôi ha. Nhưng ngày hôm nay thì sẽ được trải nghiệm nhiều hơn những cái chiếc xe C-Class này. Toàn là xe C-Class thôi. Đó, khu vực này các bạn là khu vực riêng ha, để cho trải nghiệm những chiếc xe G-Class này. Quá là đẹp luôn ha. Thực ra G-Class các bạn, họ tạo ra một cái sự kiện, một cái chương trình như thế này, một cái khu vực như thế này các bạn, bởi vì là chiếc xe G-Class không những là một cái chiếc xe mà để mà bán thương mại các bạn, mà là còn là một cái giá trị ha, về lịch sử ha, rất là đặc biệt ha. Chiếc xe G-Class sẽ chạy trên những cái địa hình như thế này nè các bạn. Đây các bạn thấy không, đây là một cái hình rất là nhỏ thôi. Một lát nữa thì sẽ Duy sẽ quay trải nghiệm thực tế luôn cái buổi mà G-Class Experience hôm nay ha. Màu xanh này thì cũng rất là lạ, rất là đẹp bạn. Wow, màu này là một màu xám ha, xi măng rất là đẹp ha, hai màu các bạn nha. Chiếc xe này thì được option thêm cái bộ body kit nè, không phải bộ body kit mà gọi là cái gói night package các bạn, là nó có sơn những cái chi tiết như vè cản màu đen nè đó, và mui xe cũng là màu đen ha, kính xe cũng màu đen, thì cái gói này cái option thêm. Chiếc xe này cũng vậy, cũng có cái gói night package. Mâm xe G63 này thì Duy nghĩ là các bạn cũng đã thấy nhiều ở Việt Nam rồi ha. Quá đẹp ha. Bên đây có một chiếc xe G-Class các bạn, được độ nhìn rất là hầm hố ha. Đèn xe được coi như là bọc thép lại luôn nè. Ở đây nó có một cái tời để kéo nè ha. Trên, ở bên trên thì được trang bị những cái đèn pha ha. Chiếc xe này là xe off-road chuyên nghiệp rồi. Đó, nhìn vào là các bạn sẽ thấy là nó là một cái chiếc xe được độ để off-road. Quá đẹp ha. Safety car là cái xe này giống như là cái chiếc xe cứu hộ các bạn, có nghĩa là chiếc xe mà những cái chiếc xe này mà trải nghiệm mà trên đường mà có trục trặc gì hoặc là có sự cố gì ha, thì chiếc xe này nó sẽ chạy ra và cứu hộ ha. Ở bên trên này nó có được trang bị, có cả cái búa bánh xe ở phía sau ha. Bánh xe này nè, nó sẽ khác với những cái bánh xe của những chiếc G khác là nó sẽ được bọc lại trong một cái thùng ha, nhưng cái này sẽ để trơ ra luôn, có móc cứu hộ ha. Đây là một chiếc G500. Chiếc xe này các bạn thấy nó có gì đặc biệt các bạn? Nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với những chiếc G thông thường nè. Đó, các bạn thấy không? Cao hơn rất là nhiều, và phía sau của nó là có hai cái phuộc nha. Đây. À, có hai cái phuộc luôn, nó cao hơn rất là nhiều so với là chiếc G thông thường. Nó gọi là 4x4 mà bình phương các bạn. 4x4 bình phương. Đó, bình phương ở đây có nghĩa là cái phuộc ở phía sau của nó là hai cái phuộc và nó sẽ cao hơn so với cái chiếc xe thông thường ha. Thì các bạn sẽ thấy là 4x4 bình thường là sẽ 4x4 thôi, nhưng mà lại là 4x4 mà bình phương lên nữa, có nghĩa là nó sẽ gấp đôi. Bánh trước cũng là hai cái phuộc nè. Ha. Rất là đặc biệt luôn các bạn. Chiếc xe này được sơn cái màu xanh nõn chuối ha, nó gần giống như màu vàng. Rất là đẹp. Không biết là những cái chiếc xe này một xíu nữa đòn có gì đường của gì có được trải nghiệm không các bạn. À, con quỷ 6 bánh bên kia các bạn. Bây giờ Duy sẽ đi vào cái khu vực bên trong. Cái cách trang trí cũng rất là đặc biệt các bạn. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Trời ơi. Các bạn biết cái này là cái gì không các bạn? Một chiếc xe
Luxury Class sẽ đặt ở bên trong một cái thùng các bạn, và cái chất mà các bạn thấy nó có một cái màu đỏ ha, phát sáng ha. Như vậy là do là cái chất này các bạn là gì, không lầm, nhớ không lầm, có thể nói là nhựa thông đó. Và cái chiếc xe G63 được đặt trong một cái box, một cái hộp á, và họ đổ đầy cái nhựa thông ở bên trong đó luôn. Và cái chiếc xe này các bạn, họ làm như vậy các bạn để mục đích là họ lưu lại cái giá trị lịch sử. Và cái chiếc xe này các bạn biết rồi ha, để Duy nghĩ là để vài trăm năm nữa cũng được ha, để vài trăm năm nữa nó cũng sẽ không có bị hư, không có bị xét gì hết. Đó là cách mà cái chiếc xe mà G63 này họ muốn giữ và tồn tại mãi mãi về sau này luôn ha. Đây là một cái giá trị lịch sử, nó không phải là một cái chiếc xe hay là một cái phương tiện để di chuyển các bạn, mà là một cái giá trị lịch sử đặc biệt của Mercedes-Benz luôn ha. Quá đẹp. Bây giờ Di sẽ đi vòng ra phía sau cho các bạn xem. Đấy, chiếc xe G-Class này các bạn, rất là đẹp các bạn. Cái chất này nó, Di nhớ không lầm, nó gọi là nhựa thông. Nhựa thông ha. Wow. Wow. Nhìn thật là khủng khiếp các bạn. Đây là cách mà họ lưu lại cái giá trị lịch sử ha. Di nghĩ là 100 năm nữa thì chiếc xe G-Class nó vẫn nằm ở đó các bạn. Nó sẽ không hề bị hư, không bị xét hay là không bị gì hết ha. Wow. Tuyệt vời. Còn đây là cái khu vực mà sẽ trưng bày những cái màu sắc của chiếc xe G63, dòng hay là dòng xe G-Class nói chung. À, các bạn thấy ở đó nó có số 40 màu sơn. Ha. À, quá trời nhiều màu sơn luôn. Có thể nói là xe dòng xe G-Class là cái dòng xe mà Mercedes-Benz được chọn rất là nhiều những cái option cá nhân hóa các bạn về màu sơn, về nội thất da nè. Các bạn thấy không? Ok. Bây giờ Di sẽ đi qua cái khu vực bên này, tập trung lại. Mấy anh đang chụp hình nè. Quá là đẹp. Vì đây là cái chiếc xe G-Class các bạn, cho nên là cái khu vực mà trưng bày cái showroom này của bạn nó cũng sẽ khác nhiều so với những cái showroom thông thường ha. Nhìn nó rất là mạnh mẽ, nhìn rất là cá tính nè. Chiếc xe được đặt ở trên những cái cục đá to ha. À. Wow. Một cái chiếc xe G63 ở trên quầy reception. Ở đây là những cái vô lăng nè bạn. Vô lăng là có thể là vô lăng tròn ha. Vô lăng AMG nè. Đây là cái vô lăng AMG mới nhất đó các bạn. Nó có những cái nút chỉnh nè. Vì đã quay cho các bạn xem trên những mẫu xe City rồi ha. Cái vô lăng này thì cũng giống như cái vô lăng bên này. Như là đây là bọc gỗ, còn đây là bọc carbon, bọc da ha. Thật là... Wow. Bây giờ Di sẽ qua đây cho các bạn xem rất là nhiều những cái bánh xe dự phòng nè. Đủ thứ màu sắc hết. À. Wow. À, một cái vali. Đây là cái vali nè các bạn. Ha, tuyệt vời. Ok, ok anh. Dạ chưa. Để tham dự cái chương trình này thì chương trình đã chuẩn bị cho Di một cái thẻ trước nè các bạn. À, có ghi tên của Di nè ha. Tuyệt vời. Bây giờ là đoàn của Duy là có bao gồm là Duy nè, Thông và Tuyên nè, ba anh em sẽ đi cùng với lại cái anh chuyên gia này ha. Ok, cái chiếc xe G màu đỏ. À, cho anh ngồi trước nha. Ok. Ok. We are in low range transmission. We go in manual mode. Manual. Yeah. So I have to shift here. Okay. Low range is on. Low range. The G mode, off-road mode. Wow. And here we see all the numbers we need. We see where the front wheels are showing. And we use the locks here. Okay. Wow. Bây giờ là chúng ta sẽ leo lên cái dốc cao như thế này nè các bạn.
Để gì xem cái trên này nó sẽ báo cái thông số là bao nhiêu phần trăm nha. Wow, bao nhiêu độ nè? 80% ha, các bạn đang để là 80%. Kinh không các bạn? Wow. Góc 80 độ. Oh my gosh. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Đứng luôn, 70 để ha. Chú Bích quay, chú Bích quay về về xe cho anh em ấy, chú Bích. Wow. Can you use the camera, you see? Yeah. Wow. 80 độ nha, 80 độ như là 90 độ luôn á. Chưa bao giờ mình được một cảm giác này bạn. Trước đây các bạn sẽ thấy là chúng ta đi mà tàu lượn siêu tốc ha, thì chúng ta mới đi được cái dốc cao như thế này ha. Nhưng mà chiếc xe G-Class chúng ta, đặc biệt là chiếc xe G63 này các bạn, nó sẽ chạy ở một cái độ dốc cao rất vậy. Bây giờ sẽ xuống dốc này. Xuống dốc rồi, đó là dốc này. Là dốc đã thấy khủng khiếp rồi bạn, bây giờ xuống dốc nè bạn. Wow. 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 Quá đỉnh. Quá đỉnh luôn. Wow. Đây, mình sẽ quay cái dốc. Cái dốc này thì 70 độ, cái dốc bên kia là 80 độ. Thêm một cái dốc khác. Wow, take your shortcut. Đường thang nha các bạn. Wow, cầu thang luôn các bạn. Wow. Trời quá đã. Quá tuyệt vời. Cái xe mà chạy lên những cái bậc thang các bạn thấy không? Duy đảm bảo luôn, hầu như là tất cả các bạn luôn ha, kể cả Duy, hầu như là chưa bao giờ được lái một chiếc xe lên một cái bậc thang như thế này. Wow. Đây các bạn thấy bậc thang nào, lùi lên luôn các bạn, lùi lên luôn. Wow. Wow. Không phải là tới nữa mà là còn lùi nữa các bạn. James Bond car. Cho nên là qua cái video clip này các bạn, các anh chị nào mà thích, đang thích một cái chiếc xe G-Class, cái xe G63 các bạn, còn phân vân với lại những cái chiếc xe của đối thủ ha, thì khi mà xem cái clip này thì Duy nghĩ sẽ không còn phân vân đâu. Các bạn thấy nè các bạn, không hiểu tại sao mà cái chiếc xe nó sẽ bám được đường cũng như là bám được những cái độ dốc như thế này các bạn. Các wow. bạn hình dung là cái dốc nó sẽ đứng như thế mà cái xe nó chúng ta nó vẫn bám được. Nhưng mà thật ra các bạn thì với những cái địa hình như thế này thì các chuyên gia của chúng ta thì mới biết cách vận hành ha. Còn như là chúng ta bình thường các bạn thì hầu như là rất là nguy hiểm ha. Hy vọng là với cái thẻ nhớ này các bạn, với cái dung lượng pin này sẽ đủ cho Duy ha, quay trải nghiệm được hết cái buổi ngày hôm nay cho các bạn xem. Cái dốc này hồi nãy là đã thả dốc xuống các bạn, bây giờ sẽ chạy lên nè. Đấy, có dốc. Oh. Wow. Mà kinh khủng các bạn ơi. Y như tàu lượn siêu tốc luôn. Y như tàu lượn siêu tốc luôn. Hầu như là các bạn đi gần siêu tốc thì các bạn không thấy không sợ các bạn, bởi vì là cái xe được bám trên cái đường ray ha. Nhưng mà cái xe G-Class này của chúng ta nó chỉ chạy trên một cái chạy bốn bánh ở trên một cái dốc bằng sắt thôi các bạn. Cái dốc bằng sắt nha. Cái dốc này không phải là bằng nhựa các bạn, mà là dốc bằng sắt. Các bạn biết rồi. Dừng dưới dốc nè. Dừng dưới dốc. Xe đang dừng dưới dốc. Kinh khủng quá bạn ơi. Kinh khủng, dừng dưới dốc rồi ve lên lại. Dừng dưới dốc rồi lùi lại nè. Trời ơi. Thì Duy nghĩ là với những cái địa hình mà đặc biệt như thế này các bạn, thì không có cái địa hình nào mà có thể là làm khó cái chiếc xe G-Class, hoặc đặc biệt là cái xe G63 AMG này. Wow. Như tàu lượn siêu tốc đó vậy. Khi cái chiếc xe mà ảnh ôm cua các bạn, thì cái hệ thống mà cái ghế bạn nó sẽ bơm hơi và ôm vào người của Duy nữa bạn, rất là đã luôn đó. Mặc dù là cái hệ thống này Duy đã giới thiệu cho các bạn xem rất là nhiều lần rồi, nhưng mà ngày hôm nay wow, cái dốc này rất là đứng nè bạn, bê tông góc phẳng, chống đứng nè, kinh khủng. Ôi trời, quay lên bầu trời đúng rồi, bây giờ lên bầu trời rồi. Nhìn cái camera là các bạn thấy đúng rồi, có camera. Mình không hiểu tại sao mà họ sản xuất ra được cái chiếc xe mà chạy được như vậy luôn các bạn. Không hiểu tại sao luôn mà chiếc xe nó chạy được luôn nè. Chạy xuống dốc bậc thang nè các bạn. Xuống dốc bậc thang. Rồi còn lùi, chạy tới rồi chạy lùi nữa. Ok. Đỉnh cao. Đỉnh cao, quá tuyệt vời. Wesh.
Ê, bác sử này nó ấm cái đít sướng lắm ạ. Này đây 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 cái dốc này các bạn, đây. Cái dốc này đây. Ồ, cái dốc này là các bạn thấy nào bạn, thậm chí có thể là tới 90 độ, gần 90 độ. Hầu như là tôi nghĩ là những cái bạn nào mà không có yếu tim của bạn thì không thể tham dự được cái buổi trải nghiệm này đâu. Đây, bởi vì là gần như chỉ thấy mặt trời là mọi người biết rồi. Wow. Ủa, đó bị trượt bánh nè, bị trượt bánh nè. Tiếp tục lên, tiếp tục lên nữa các bạn, trượt bánh. Bởi vì đây là cái cầu bằng sắt các bạn, cho nên là cái độ bám không thể nào giống như bê tông được ha, hoặc là đường nhựa được. Wow. You see? It's wet, yeah? Wet? Ah, wet. Not possible. This is maximum, physics maximum. Yeah. It's not possible today because of the rain. Trời mưa. The rain. Trời mưa nó trơn. Okay, sir. Oh. Yeah, not possible. Yes, sir. Okay. Yeah. Mưa. The rain. Thật ra là đang ngày hôm nay thời tiết đang mưa các bạn ha. Cho nên là không là chúng ta sẽ vượt qua cái cầu này một cách dễ dàng. Đó, các bạn thấy không? Đang mưa nè. But if you want, you can make a picture. Wow, 100% luôn. You with you in front. Wanna go out? Yeah. Okay. Anh chỉ cho chúng ta xem các bạn là cái dốc này bây giờ nó rất là trơn. Nè, đi không được nè. Tuyên, em đi thử coi. Tuyên, đi thử coi. Đây, thấy chưa? Đó, rất là trơn. Cái cầu bằng sắt nó rất là trơn, cho nên là cái xe của chúng ta không thể nào chạy lên được. Bạn chạy tới nửa dốc thôi là đã dừng lại rồi, bởi vì là nó bị trượt. Đó. Cái dốc này là cái dốc cao nhất ha, nó là 100% nè. Ok. Wow. Bây giờ Di sẽ đi sang bên hông cho các bạn xem, các bạn thấy cái cầu này nó sẽ như thế nào nè. Đấy. Cái cầu hồi nãy là Di đó, cái cầu hồi nãy là chiếc xe của chúng ta vừa mới qua là cái cầu bên kia các bạn. Và cái cầu này thì hiện tại là chưa. Đó, cái cầu bên kia độ dốc là 80% ha, nhưng bên này là tới 100%. Đó, và hiện tại là đang mưa, cái cầu nó rất là trơn. À, đây là cái anh chuyên gia nè các bạn. Rất là đẹp trai ha. Ok, bây giờ Di sẽ chụp hình cùng với ảnh nha. Quá đã các bạn. Cái âm thanh mà của chiếc xe G đây phát ra ha, nó rất là sướng luôn. À. Bây giờ Di sẽ trải nghiệm cái chiếc xe G khác ha. Vừa rồi là đã trải nghiệm những cái cung đường này rồi. À. Thì tới đội khác ha, tới nhóm khác sẽ lên trải nghiệm cái những cái độ dốc đó. Bây giờ Di sẽ trải nghiệm cái địa hình khác nè. Ok. Trời ơi. Wow. Wow. Oh. Quá là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Wow. Thì tại đây spotless. Em phiên dịch cho. Spotless. Lên tốc độ hiện tại nó là khoảng. Wow. Everything good? Wow. Very good. Rich. Great. Rich. Wow, trời mưa đang cơ cường nữa. Các bạn nghe cái âm thanh không bạn? Thật là kinh khủng luôn à. Khủng khiếp, khủng khiếp. Wow. Wow. Wow, kìa. Cuộc kinh dài tuyệt vời. Wow. 120 các bạn, 130, 118. Wow. Thật tốc cái cục bíp. Oh, rip. Go.
Perfect. One more moment. Restart. That's it. Yes. Yes. Yeah. Chưa bước qua khỏi cấp 3 được. Rồi, lần tới đó hết đường, cái à. Cấp 3 cấp 31, nãy là người 31. Một tour. Yeah. Wow. 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 không hơn được cấp 3 quá tuyệt vời. So now a little bit slower, slow, little bit slower because now something as well. Giờ chạy trên một cái đường xịt nước nè các bạn. Đây, cái đường này là cái đường xịt nước nha. Wow, trơn trượt nha. Trơn trượt nha, chứ không phải là cái đường bình thường nha. Các bạn sẽ thấy cái gờ của chúng ta chạy vào khu nước nè. Wow. Quá tuyệt vời. Do that again. Xe nó toàn cách khủng khiếp. Yeah, this is like snow and ice surface, so a little bit more slippery than here. Yeah. Slippery. So. Wow. Chế độ slippery à? So now no electronics here. Before the try with ESP on, now we have ESP off. ESP. Lại. Anh sẽ tắt cái ESP luôn các bạn. Anh sẽ tắt cái ESP luôn. Tắt cái hệ thống cân bằng điện tử nè. Đây. Đây, các bạn thấy là tắt cái hệ thống cân bằng điện tử nó sẽ quăng cái xe ha. Wow. Yeah, you see of course that's cái hệ thống điện tử nó làm việc, nó sẽ báo trên này. You can also switch here a little bit between the screens. So if I'm going now. Quá khủng khiếp. Dynamic select, and now we can also have select the engine data. Engine, như điều về động cơ. Mặc dù nó ở ngoài nó rất là lạnh các bạn, nhưng mà ngọt vô đây nó cảm giác nó nóng kinh khủng. Nhiệt độ đây đang qua so hot. The temperature is quite nice. Wow. We're not allowed to go too fast because then the skid plate is not working. This time. Wow. Xe nó chờ. Wow. Cái bài này mỗi bài mỗi ấn tượng. Mệt quá. Các bạn thấy không các bạn? Cái một cái cầu thang như thế này các bạn mà cái xe của ta nó chạy lên luôn nè. Rất là cao. Hồi lúc nãy là Duy ngồi trên chiếc xe các bạn, cho nên là các bạn sẽ không thấy được cái độ dốc nó cao như thế nào đâu ha. Đó, bây giờ thì các bạn mới thấy nè, Duy đứng ở ngoài cho các bạn xem nè. Đó. Rất là kinh khủng luôn các bạn. Mà đây là cái cầu bằng sắt á, cái cầu bằng kim loại các bạn. Nó không phải là cái cầu bằng nhựa hay là bằng bê tông mà nó có độ bám nữa. Đó, cái cầu của ta hiện tại bây giờ nó rất là trơn. Bởi vì là mưa nữa nè. Các bạn thấy á, bên cạnh cái cầu sắt các bạn, đó là cái bậc thang ha. Thì chiếc xe của chúng ta nó chạy lên hoặc là chạy xuống cái bậc thang nó bình thường các bạn. Không có hề hớn gì hết ha, rất là nhẹ nhàng. Ngoài kia thì cái G63 đang chạy trên cái đường đua, chạy tốc độ rất là nhanh. Đó thì Di đi một cái bài đó bạn, với lại một cái bài vượt địa hình các bạn là chịu không nổi ha, cho nên phải đi xuống thôi. Một lát nữa cái G đây. Đây là các bạn thấy nè, cái bậc thang bên kia nè. Cái G nó sẽ chạy xuống cái bậc thang nè. Các bạn thấy không? Đó, chạy xuống cái bậc thang nè. Di sẽ lại gần cho các bạn xem nè. Đây. Bây giờ nó sẽ chạy lùi lại nè các bạn. Đây, lùi lên nè. Đó. Kinh khủng không? Kinh khủng không? Thực ra cái G63 các bạn thấy là rất là nhiều khách hàng thích ha, rất là nhiều những người nổi tiếng thích ha các bạn. Nhưng mà thích ở đây là thích về cái phong cách các bạn, nhưng mà ngày hôm nay Di mới có dịp là tận mắt chứng kiến
cái sự khủng khiếp của chiếc xe G63 như thế nào. Và đó là lý do tại sao các bạn là mới có cái địa hình cũng như là có một cái khu vực riêng dành cho những chiếc xe G63, thể hiện hết cái sức mạnh của mình cũng như là thể hiện được hết những cái chất của cái chiếc xe G các bạn. Bình thường thì các bạn thấy ha, nó không có một cái hãng xe nào mà họ tạo ra một cái khu vực mà để trải nghiệm giống như thế này để cho khách hàng cũng như là mọi người có thể tham quan được bạn. Đây là một cái độ dốc nè, cái dốc này nó cao hơn cái dốc bên kia các bạn, cao và thẳng hơn, cho nên là với lại hiện tại bây giờ là đang ướt nữa đó. Trà nãy là cái dốc này không thể nào lên được, lên tới giữa dốc là dừng lại rồi, bởi vì cái dốc này nó rất là trơn. Ok, đó là cái buổi trải nghiệm của Duy ngày hôm nay các bạn. Rất là mệt, cực kỳ mệt luôn. Duy đi 3 bài ha. Một cái bài độ dốc này thì bình thường rất là nhẹ nhàng ha. Tăng cấp hơn các bạn là cái G63 nó chạy trên đường đua tốc độ rất là nhanh ha. Đó là cái bài đó là Duy đã cảm thấy nó rất là mệt rồi. Nhưng mà khi mà qua một cái bài vượt địa hình này nữa các bạn thì chịu không nổi luôn, đành phải là đi xuống các bạn. Lúc trưa nay là đã ăn một cái tô phở ha, bây giờ là coi như là không còn gì ở trong bụng nữa hết. Đó, nôn ra hết luôn. Đó thì hiện tại bây giờ là mấy bạn vẫn đang đi trải nghiệm ha, còn Duy là Duy xin phép đi xuống ha. Xin phép đi xuống. Quá tuyệt vời. Mệt kinh khủng luôn. Những cái chiếc xe này ở Việt Nam chưa có nè các bạn. Chiếc G Maybach nè, cái G 6x6 nè, cái G 504x4 bình phương nè, chưa có ha. Chưa có những cái chiếc xe đặc biệt này. Sau khi mà đi hai vòng cái bài này là Duy xin phép đi xuống luôn nè. Và kiểu giống như là rất là muốn ói luôn á bạn, phải chịu khó chạy xuống á. Chứ để ói trên xe rất là kỳ ha. Các bạn thấy nè. Ở đây là cái dốc đó làm bằng bê tông thôi bạn. Còn bên kia là nó còn một cái dốc nữa, là cái dốc mà bằng những cái đá sỏi như thế này nè. Đó các bạn thấy không, chiếc G nó chạy lên rất là nhẹ nhàng. Ngồi trên xe các bạn mới thấy sợ các bạn. Thực ra mà để cái trải nghiệm cái chương trình này các bạn thì ban tổ chức các bạn có mua bảo hiểm cho từng anh em luôn các bạn. Mua bảo hiểm cho từng anh em, từng người luôn ha. Bởi vì đây là một cái chương trình coi như cũng rất là mạo hiểm ha. Và chuyên gia, chỉ có chuyên gia lái thôi các bạn. Mình không có được lái những cái địa hình như thế này đâu. Bây giờ chiếc xe của chúng ta nó sẽ chạy xuống dốc nè. Đó. Nhìn kinh khủng lắm các bạn. Đó. Bây giờ nó chạy xuống nè cho các bạn xem nè. Wow. Một chiếc xe mười mấy tỷ các bạn, Duy nghĩ là Việt Nam mình ha. Các anh chị mà chạy xe hả, sợ nó dơ nữa các bạn, huống chi là chạy những cái địa hình như thế này. Các bạn thấy nè. Wow. Wow.